xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ là cũng có anh trai bây giờ xe hơi đến để mua hàng ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng còn rất là sớm nha cô chú anh chị, thì mới chỉ là 6 giờ rưỡi hơn thôi cô chú đó, thì rất là quý luôn. Hôm nay là ngày cuối tuần nha cô chú. Thì ngày cuối tuần nói chung là các anh chị cô chú này cũng rảnh cô chú thì cũng đến nha chị Loan mua hàng rất là đông nha cô chú anh chị. Đây là vị khách đầu tiên của sáng ngày hôm nay, thì hiện tại bây giờ là cũng còn sớm nha cô chú. Thì em cũng có mặt tại nhà chị Loan. Dạ. Rồi quay chia sẻ đến cô chú anh chị xem. Có người làm của chị Lan cũng 8 giờ mới tới không? Dạ. 8 giờ mới tới. Nói chung bây giờ chú này anh này đến sớm thì chị Lan cũng chưa mở cửa. Dạ. Còn đang ngủ. Chú nói chung là mấy cái con của chị Lan thì cái bãi không có nhà mà. Thì chị Lan cũng mới đi về hồi 11 giờ của chú vậy. Ở Hà Nội Bắc, mai về thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thì nói chung là tụi em ở đây quay cô chú anh chị thì cũng thường xuyên là giới thiệu về cô bán bánh ướt, thì cũng có bán thêm vé số, thì các anh chị cũng đến mua hàng cho chị Loan á thì cũng ghé qua mua vé số để ủng hộ cho cô bán bánh ướt nha cô chú. Thì nói chung là tụi em cũng giới thiệu cho các cô chú anh chị ở trên cái video của tụi em á, thì cô cũng vừa bán bánh ướt nóng này và cũng vừa bán vé số này, thì có cô chú anh chị đến mua hàng á, thì muốn giúp đỡ cho cô thì mua những tờ vé số để ủng hộ cô nha cô chú. Dạ đó thì nói chung là bằng ngày nào bọn em cũng mua ủng hộ vé số cô ấy cô chú anh chị. Dạ cuộc sống vui sinh lúc nào khó thì có thể nhân tạo sự giúp đỡ lẫn nhau thôi. Dạ thì hiện tại bây giờ là hai anh em của tụi em cũng đang có mặt tại nhà chị Loan nha cô chú. Thì anh 76 Vlog và em là Hà Vinh Vlog nha cô chú anh chị. Thì cũng mong rằng là các cô chú anh chị xem video cũng cho hai anh em của tụi em xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ thì còn sớm cho nên là nhà chị Loan cũng chưa có mở cửa cô chú. Dạ anh, em thấy những khách đó nó gõ cái cửa là dạ. Dạ. Thì nói chung là các anh chị đến đó cô chú thì nói chị Loan nếu mà có cái chuông nữa sẽ được ngon hơn cô chú, thì những khách đến đó là nhiều khi chị Loan không có nghe được cô chú thì sẽ bấm cái chuông đó. Chứ những khán giả nói chung là đến đó mà đặt cửa gõ cửa thì cũng hơi ngại đó. Dạ. Yeah. Người ta ngại cả nhà. Yeah. Nói chung thì con của bà Bum thì mới về hôm qua, chị ba bình tin trở về cô chú. Thì nói chung mà trong nhà có người sinh nở thì nó có hơi tiếng cảm một chút rồi nè. Thì theo như em nghĩ đó nghe anh 76 thì hôm nay là ngày chủ nhật này đó. Thì các cô chú anh chị cũng không có làm á, thì nói chung là chị Bùm Bùm cũng vừa sanh em bé xong và cũng đã về đến nhà rồi ấy. Thì ngày hôm nay như theo em nghĩ là chắc có lẽ là cũng rất là đông các cô khán giả này cũng yêu thương chị Loan và chị Bùm Bùm á cũng sẽ đến nha. Tặng này, dạ kia đó. Đến là nhiều khi điều quan trọng nhất các ông bảy báo này nè. Dạ báo đúng này. Rồi theo anh nghĩ ông sao thế nào? Ông thì bây giờ nói thẳng thừng mà nói thì nói thiệt tình luôn nha, ông bây giờ là chả phải là con người nữa, nói thiệt nó không phải là con người là sao, con nghĩ sao mà con gái ruột của mình á mà đi từ như vậy, từ đúng không, và trong lúc đó thì đi nuôi dưỡng một cái thằng á là không phải chính là con ruột của mình đó, mẹ đi cưng nó đó mà từ nữa chứ, bây giờ từ rồi chị Bùm Bùm là sinh một bé cháu trai nhìn rất là cưng rất là dễ thương đó, thì hỏi bây giờ ông ngoại có dám nhìn mặt không đó, nói thẳng vậy đi, rồi mai mốt cái thằng con trời đánh kia đó, nó có vợ đi rồi nó đi vợ nó đi con ra thì thật tình mà nói chứ cái điều quan trọng thì đó là đâu phải là cháu ruột của ông đâu đúng không? Chưa em cái điều quan trọng thì sau này ví dụ mà nó có gia đình riêng ông trời nó có để riêng không đó, đấy nó nuôi của nó có báo
Nó bây giờ mà cuộc sống bây giờ mà anh cũng biết nguyên nhân tại sao mà Bùm Bùm mà đi vào con đường mà đi theo chị Loan, chứ anh biết tại sao không? Bởi á là chị Loan là có làm đúng y trách nhiệm của người con, có nghĩa là Bùm Bùm nó có nghĩ trước là bên phía bên kia là muốn chiếm đoạt tài sản của nó cũng lên rồi đó, cho nên là Bùm Bùm là quá quyết định theo chị Loan. Bởi vì cái nhà là thừa kế là chị Loan ở đâu, ông có quyền mà ông dám ông vô ông tranh giành của bà Sáu Bào nữa, đúng rồi. Không cho nên là Bùm Bùm đi cái lối này là rất là đúng, đúng cũng hội luôn. Thì theo như em nghĩ anh B6 đó, ngày hôm qua thì ba anh em mình quay cái clip của chị Bùm Bùm á, ẻm chị Bình Tinh, ẻm con của chị Bùm Bùm vào nhà này. Thì cái đó thì cũng mong rằng là bé bánh xèo á thì cũng đừng có vào cái clip đó xem nha. Xem sao mà xem được, xem mắc cỡ lắm, đừng có nên vào xem, đúng không bạn? Xem mà nó mắc cỡ đúng không? Đó, con mình đi từ mà bây giờ thì chị Ba Bình Tinh và chị Loan này, rồi anh Sang này đó, anh Vũ Lân này cũng đứng lên đó, chị Phương Lê này đứng lên là bảo vệ cho chị Bùm Bùm đến nơi đến chốn đó. Đó bây giờ hồi lúc hôm qua em thấy mà chị Ba Bình Tinh mà ôm em bé vào mà thấy cảm động như là một người anh em ruột thịt. Đúng rồi, rất là ngày hôm qua em thấy nha, khi mà chị Bùm Bùm á vừa bước xuống xe nha là có lấy cái tay quậy tay chào mấy anh em mình luôn á. Đó là chị Bùm Bùm là rất là vui mừng luôn á. Đó thì nói chung là mấy anh em của tụi em ở đây á thì cũng rất là vui nha cô chú đó. Còn bé bánh xèo á, nhìn thấy cái cảnh đó thì theo như em nghĩ á thì có nước mà phải nói cho có nước mà chui xuống cống á, chừng đừng có nói mà nghĩ sao, đúng không? Đó. Có một cái thông tin anh kêu bãi bánh xèo đến bệnh viện thăm Bùm Bùm, thực tế đâu có đâu, bị đặt không anh? Bị đặt chứ. Đâu có dám tới được đúng không? Bánh xèo mà bây giờ nói thẳng luôn là không còn cái mặt mũi nào mà đỡ đến nó đó, nói vậy rồi. Đó rồi bây giờ là từ con này đó, rồi cháu ngoại ruột của mình này bây giờ đó không dám nhìn này. Rồi sau này mà đó nhận cái thằng con tàu lao đó về làm con đó, sau này thằng đó nó cứ vợ đi, nó đẻ cho ổng một đứa cháu thì đâu phải là cháu ruột đâu. Thằng đó cũng không phải là cháu ruột, cháu tàu lao đó mà đi đó, đúng không? Thôi thẳng từng là vậy luôn á cô chú. Nói chung về bọn em cũng ở đây buổi sáng nào cũng em từ sáng mà đến chiều tới tối luôn cô chú. Bọn em cũng anh Hà Vinh của bãi 6 cũng cập nhật cho cô chú anh chị xem video hay, thì cô chú anh chị đó hãy coi thêm video ủng hộ và chia sẻ những cái đường đây của bọn em nghe cô chú anh chị. Thôi video em cũng khá dài rồi.